Giờ ta đang có đây ba loại sầu riêng ruột đỏ, sầu riêng chuồng bò và sầu riêng mùa sang chinh. Đây là ba giống mà đang được chú ý thời gian gần đây. Sầu riêng ruột đỏ nó được chú ý bởi vì nó có một màu đỏ rất là độc và đang được một số người thích hàng lạ, hàng độc thì bắt đầu trồng ở Việt Nam, nhưng mà tỷ lệ trồng thì không nhiều. Rồi sầu riêng ruột bò, chuồng bò thì nó là sầu riêng đã có ở Việt Nam từ lâu rồi, xuất xứ trong vườn ông Tư Tây và được trồng ở gần chuồng nuôi bò, cho nên nó có tên là sầu riêng chuồng bò. Nhưng mà sầu riêng này trong vài ba năm vừa qua thì giá bán của nó cao hơn sầu riêng Ri Sáu và sầu riêng Mông Thon. Ri Sáu và Mông Thon là hai giống được trồng nhiều nhất ở Việt Nam và đang xuất khẩu mạnh qua Trung Quốc. Đồng thời sầu riêng chuồng bò này thì chưa được trồng nhiều nhưng mà giá bán nó cao hơn hai loại kia. Còn một đặc điểm nữa là sầu riêng ruột bò rất dễ làm trái, không có khó như những loại sầu riêng khác. Rồi sầu riêng mùa sáng chinh thì đây là giống được xem là ngon hàng đầu thế giới, có nguồn gốc từ Malaysia và chỉ được nhập vào Việt Nam khoảng một năm mấy, hai năm trước đây thôi, và hiện tại trồng ở Việt Nam thì chưa ai có trái cả. Và bây giờ ta nhìn qua ba cây sầu riêng này thì ta thấy nó hoàn toàn khác nhau, và ta sẽ xem nó khác nhau và như thế nào và cách để ta phân biệt ba loại sầu riêng này qua hình dạng lá. Đầu tiên thì sầu riêng ruột đỏ. Sầu riêng ruột đỏ thì phân biệt rất đơn giản rồi. Cái lá nó rất to và trải rộng, như ở đây nó to bằng bàn tay của tôi. Được xem là giống sầu riêng có lá to nhất hiện nay. Đó là loại sầu riêng dễ phân biệt nhất. Loại sầu riêng thứ hai là sầu riêng chuồng bò. Chuồng bò thì có lá nhỏ và lá nó khép lại, nó không có trải rộng. Đó, như ta thấy đây, nó khép lại. Còn cái loại lá của sầu riêng ruột đỏ thì nó trải rộng ra. Và đặc điểm thứ hai của sầu riêng chuồng bò nữa là trên lá nó có bông, giống như bị sâu bệnh, bị nấm bệnh vậy. Nhưng mà hoàn toàn không phải. Đó là cái đặc điểm cơ bản của sầu riêng chuồng bò. Nó không lẫn lộn với sầu riêng nào khác. Đây là những cái vết có đốm đốm trên lá. Đó là đặc điểm của giống nha, chứ không phải là sâu bệnh, nấm bệnh gì đâu. À, đây một đốm nữa nè. Đó, cái đốm này. Còn cái đốm này thì là nấm bệnh gì đó rồi. Đốm ở đây. Đốm ở gần cuốn lá này. Và trên lá của sầu riêng chuồng bò thì nó luôn luôn có đốm như vậy. Rồi tiếp theo là sầu riêng mùa sang chinh. Sầu riêng mùa sang chinh thì nó có lá dài, nhỏ bề ngang nhưng mà trải rộng. Nó ngược lại với sầu riêng chuồng bò. Chuồng bò thì lá ngắn, nhỏ và úp. Còn sầu riêng mùa sang chinh thì lá cũng nhỏ nhưng mà dài và trải rộng. Và trong các loại sầu riêng nổi tiếng ở Việt Nam thì có thể sầu riêng mùa sang chinh này là có lá trải rộng nhất. Như ta thấy cái lá này, nó gần như nằm bề ngang luôn, nó không có úp lại một chút nào cả. Những cái lá khác thì nó chỉ úp lại một chút thôi. Đó, đây. Còn sầu riêng chuồng bò thì ta thấy nó. Ta cùng xem chi tiết hình dạng lá của ba giống sầu riêng này. Lá sầu riêng chuồng bò thì nó úp lại nhất. Lá sầu riêng mùa sang chinh thì nó trải rộng nhất và nó dài. Còn lá sầu riêng ruột đỏ thì luôn luôn to nhất và nó to nhất về bề ngang luôn. Như vậy là ta vừa xem qua tổng quát cách phân biệt ba loại sầu riêng. Sầu riêng ruột đỏ thì lá lớn, sầu riêng chuồng bò thì lá nó có bông hoặc là có đốm, sầu riêng mùa sang chinh thì lá nhỏ dài và trải rộng. Ba đặc điểm lớn nhất để phân biệt ba loại sầu riêng này. Rồi xin tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại ở những video sau. Và nếu như các bạn cảm thấy video tôi làm có ích thì xin hãy like video, share video, đồng thời đăng ký kênh nhằm ủng hộ tinh thần để tôi hoàn thành những video sau tốt hơn. Xin chào.